Bilumi Tiger Platinum, dấu ấn hệ bản lĩnh. Xin được chào mừng tất cả quý vị khán giả và ba vị mentor và vị giám khảo khách mời chúng ta ngày hôm nay đã quay trở lại. Và đây là phần cực kỳ quan trọng của đêm gala chung kết dấu ấn hệ bản lĩnh. Chúng ta sẽ cùng đến với những số điểm và chúng ta sẽ tìm ra được ai là người chiến thắng của chương trình dấu ấn hệ bản lĩnh ngày hôm nay đây. Mong chờ quá, mong chờ quá à. Hào hứng không ạ? Hào hứng à. Nóng quá rồi, nóng quá rồi. Nếu mà hào hứng như vậy thì chắc là xin phép mời ba vị mentor của chúng ta hãy lên đây đi ạ. Tại vì sau thời gian xem clip vừa rồi, mọi người hiện tại có vẻ đã chỉnh trang, chuẩn bị những cái trang phục cực kỳ là ấn tượng. Lên xúc sổ hết trơn á, đồ này đồ giả không ạ? Dạ. Đừng có bao giờ cho tôi đi chung với bà Yến hết trơn á, quá cao á. Cảm xúc của mọi người trước khi chúng ta đến với phần trao giải thưởng ngày hôm nay như thế nào ạ? Cảm xúc trong anh lúc này. Được rồi, mình nói chuyện bình thường được không? Đang rất hồi hộp ạ. Đơn giản như thôi á. Đơn giản như thôi á. Rất là trông chờ. Còn anh Jun thì sao? Anh Jun hả? À nó, anh Jun nói chứ tưởng Yến. Ừ đúng rồi, Yến không. Chị Yến là phải để kết. Em cho chị Yến kết. Bây giờ Yến muốn nói trước hay là Chu nói trước? Ai cũng được ạ. Ok. À, Chu nói trước. Chị Yến nói trước ạ. Dạ, xin mời chị Yến. Thì mình đang đi hồi hộp thì mình háo hức thôi. Ngắn gọn mà mình ngắn thôi không? Ý là mình muốn mình ngắn á, đừng có dài á. Phương đang rất là hồ hởi. Ok. Tất kề hỏi ba người trả lời đúng một ý một ạ. Thôi, không sao, ngày hôm nay thì là điểm kết của hành trình chúng ta rồi. Đúng rồi. Thì không biết là ba vị mentor có cảm xúc như thế nào trong suốt quá trình hành trình vừa rồi. Nếu mà muốn vô cái mút buồn á, ở lộn cái mút tình cảm thì tôi sẽ vô được thôi. Nói chứ là suốt cả hành trình vừa qua là bố em giúp đỡ Jun. Ngộ vậy đó. Cứ tưởng là mình giúp đỡ các em, nhưng mà thật ra cái sự giúp sức của mình nó nhỏ thôi. Và đa số là từ sức lực của các em mà ra hết. Nên ngày hôm nay dù thắng hay thua thì bốn anh em cũng nói rồi, quan trọng nhất là tối nay tụi tôi có một kèo nhậu. Vậy chưa? Quan trọng là cuối chương trình dẫn thân nhau. Có đủ đó. Có đủ này là tại anh Biệt. Vậy? Không, cái này là tại anh Biệt. Chưa kịp hỏi gì luôn. Định rủ nhậu chung gì? Nghĩ không. Sao vậy, ai thèm. Cái này là mình phải đổ thừa anh Việt nè. Là hồi xưa là anh Việt bắt Jun đi bar đó. Cái gì cũng chốt đơn bằng bar hết rồi. Xin mời chị Yến gửi lời động viên tới lại các bạn ạ. Thật ra thì team của Hoàng Yến cũng đã trải qua một cái thời gian gọi là có thể là không nhiều, nhưng mà các bạn rất là gắn bó với nhau. Khi mà các bạn làm việc á, thì Hoàng Yến cảm thấy cái năng lượng của người trẻ, sức trẻ rất là nhiều. Và thật ra khi mà Hoàng Yến làm việc với các bạn á, thì Hoàng Yến thấy là nếu như mà team Hoàng Yến thắng thì thật sự do các bạn mà thôi. Tại vì các bạn á, làm việc rất là nhiều và các bạn làm việc cực kỳ là teamwork. Hoàng Yến chỉ đóng góp một phần rất nhỏ, đó chính là những cái gợi ý và những cái theo sát các bạn mà thôi. Còn lại là xin được cảm ơn team của Võ Hoàng Yến, các bạn rất là tuyệt vời. Cảm ơn chị Yến rất là nhiều. Và xin mời anh ST ạ. Để coi nói gì. Thật ra hai team kia cũng nói hết rồi, cho nên là ST rất là may mắn khi có ba bạn trong team của ST. Các bạn rất là tuyệt vời và các bạn đã nỗ lực hết sức mình, các bạn tạo được những cái dấu ấn cũng như là bản lĩnh của mình trong chương trình. Và ST nghĩ rằng là đây chỉ là một cái sân chơi và cũng như là một cánh cửa để mở ra cho các bạn và tiếp cho các bạn thêm những nguồn năng lượng mới mẻ và thành công hơn trong cuộc sống của các bạn. Và ngoài ra thì SC cũng muốn nhắn gửi với chương trình rằng là nếu như có mùa tiếp theo thì SC vẫn nhận nhé. Trời ơi. Thôi kết cũng có lý đó. Ok đó. Cái này là mình gài trước. Dạ. Gài rồi đó. Gài thêm show á. Và thực sự thì cũng phải gửi lời cảm ơn rất nhiều đến ba vị mentor của chúng ta, bởi vì cái sự nhiệt tình, nỗ lực và hỗ trợ các bạn rất là hết mình luôn ngay từ đầu tới giờ. Cho nên là chương trình dấu ấn hệ bản lĩnh cũng muốn gửi đến những bó hoa để thay lời cảm ơn, để cảm ơn mọi người nha. Hoa đẹp đi. Rồi, Ghê xin cảm ơn. Thôi được rồi nè, cảm ơn. Ủa? Diễn à? Cảm ơn em. Và dĩ nhiên bó hoa này sẽ gửi đến vị giám khảo khách mời của chương trình. Cảm ơn em. Ở phần bán kết và chung kết, cảm ơn anh đã đến đây để hỗ trợ cho các bạn.
Xin mời mọi người hãy mang hoa về vị trí ngồi của mình để chúng ta sẽ cùng chờ đợi những số điểm đến từ các bạn khán giả và vị giám khảo khách mời chúng ta. Nghe cái từ trang gì? Gọi là xong rồi hả? À là về, xong rồi. Về kia nó có điểm dài rồi đó, đúng không? Dài rồi đó. Đúng rồi, về kia mình lỡ mình nghe kết quả làm sao thì mình có cái chỗ ngồi cho nó vững vàng á. Ai về Max ơi, cảm xúc của anh khi nhận được bó hoa tới như nào ạ? À? bất ngờ không nghĩ là được nhận được hoa. Thực sự là phải nói rằng là mình rất là vinh dự khi mà được tham gia chương trình, được chứng kiến những cái con người tài năng như thế này. Và đúng như rằng là mọi người cũng đã chia sẻ ấy, thì cho dù rằng là cái kết quả như thế nào đi chăng nữa thì sau cuộc thi chúng ta lại quay trở lại với đời thường và tất cả những con người đây chúng ta lại tiếp tục đam mê, tiếp tục sống với cái nghề của mình. Và tôi nghĩ đây là một cái chặng đường, một cái trải nghiệm rất là đầy những thú vị và bản thân là các bạn cũng sẽ học hỏi được rất là nhiều cái điều từ cái chương trình này. Và tôi tin chắc rằng sau chương trình các bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Nên là chúc mừng tất cả các bạn. Cảm ơn em Việt Max rất là nhiều. Và chúng ta hãy cùng đến với lại những giải thưởng của chương trình. Nhưng qua suốt một cuộc hành trình vừa rồi, thấy được cái sự nỗ lực của mọi người, sự hết mình của tất cả top 9 của chúng ta, ban tổ chức đã quyết định một điều nữa, đó chính là chúng ta sẽ có thêm một giải thưởng nữa, đó chính là giải nhì dành cho đội nào có ở vị trí thứ hai với giá trị giải thưởng là 100 triệu đồng ạ. Rớt nước mắt ạ. Và ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có một cái giải thưởng rất là dễ thương, một giải thưởng dành tặng một bạn trong top 30 đã nhận được cái giải, đó chính là thí sinh được yêu thích nhất. Và xin được chúc mừng bạn Thiện Nhân. Ở gà là của mình, đôi đẹp mọi nơi của mình với. Xin mời Thiện Nhân ngày bước lên sân khấu ạ. Thiện Nhân. Wow, xin chào. Chưa, để em lạng cái mới được. Máy là em lên hình là em phải lạng cái mới được. Dạ. Coi mình nè, đó, tung lên. Rồi, xin mời em. Xin chào Thiện Nhân. Em chào Rio à, em chào ba đội rất là hot luôn à. Chào tất cả mọi người cũng đang xem chương trình. Thật sự rất là bất ngờ và trên bất ngờ luôn á. Tại vì mình không nghĩ là chương trình lại có thêm một cái giải thưởng phụ dành cho mình. Bởi vì cái giải thưởng này rất là xứng đáng với Thiện Nhân. Cái sự nỗ lực, cái kêu gọi mọi người đã bình chọn và quan tâm đến chương trình nè. Nhân đã live stream là kêu gọi mọi người vote cho Thiện Nhân đi. Thiện Nhân tặng quà cho các bạn là chỉ ba cái hộp cá thôi, ba cái hộp cá hộp thôi. Nhưng mà kiểu giống như là các bạn dễ thương lắm. Trời ơi, tôi biết vậy là tôi làm hôm qua rồi. Khi đi ra chợ á thì Nhân mới nói là bữa nay là Nhân có tham gia chương trình này nè, mọi người vote cho Nhân. Cái bà bán rau bán cá tay ướt đồ này kia, người ta không có biết chơi, móc điện thoại cái gẹt. Cái nói nè, mày đăng nhập vô số Zalo luôn đi. Mày đăng nhập vô Zalo rồi mày bình chọn luôn đi, cho Nhân gửi điều đến mọi người nha, nhìn vô màn hình hả? Vậy. Rồi. Mọi người ở làng ơi, mọi người ở trong xã gần xóm của Nhân ơi, Nhân đã được giải rồi, mọi người không có vote uổng phí đâu, thật sự đã được giải rồi. Kêu gọi cả làng, cả xã, cả chợ như vậy mà đúng không? Và thực ra thì chúng ta sẽ không ở đây để so sánh là ai tài năng hơn ai, bởi vì mọi người đã nỗ lực hết sức mình rồi. Và ở top 30 của chúng ta là chúng ta đang có rất là nhiều tài năng khác nhau, nhiều lĩnh vực khác nhau. Và chúc mừng Nhân nha. Đây là giải thưởng gửi tặng cho Nhân. Đây. Wow. Các bạn như lời đã hứa đúng không? Chúng ta sẽ có 10 thùng bia gửi tặng mọi người nữa. Bây giờ sẽ là lúc chúng ta hãy cùng đến với lại bảng điểm chính thức của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có điểm offline và điểm online để chúng ta có thể cộng lại chia làm sao để kiếm ra quán quân của chương trình là ai. Nhưng trước hết chúng ta hãy cùng đến với lại cột điểm đầu tiên ạ. Xin mời. Đây là số vốt điểm online của ba đội. Nghe đâu đó hồi hôm qua ba đội trưởng của chúng ta đã livestream rần rần để kêu gọi vote. Có một cuộc chiến livestream nha.
quá trời đầu live stream. Đầu tiên là Jun. Dạ. Sau khi mà Hoàng Yến làm đi làm về, Hoàng Yến thấy Jun dí ghê quá. Hoàng Yến bị sang chấn tâm lý. Jun thấy ST live stream nên Jun mới chết chàng này. ST live trước hả? Live trước. Ồ. Là từ 8 giờ. ST nghe nói live stream từ 9 giờ tối tới 4 giờ sáng à? Đúng rồi. Có phải không? Dạ. Sợ đó. Dạ phải à, em có công nhận em có coi à. Có người ngồi coi từ 9 giờ tối tới 4 giờ sáng luôn. Đó là lý do em ngồi bên đó. Xong rồi live xong, cái lúc mình đi ngủ thì ST vẫn like. Mọi người ơi, mọi người thật là ngậm máu phun người à. ST live stream từ chiều cho tới 10 giờ sáng đến lúc mà đóng cổng luôn à, chứ không phải là 9 giờ. Đúng rồi. Anh xài điện thoại gì mà pin lâu dữ vậy anh? Từ số vốn này chúng ta sẽ có số điểm quy đổi là 9,5 điểm. Đội của Võ Hoàng Yến 9,75 điểm. Và đội của ST Sơn Thạch 10 điểm. Đây chỉ mới là số điểm online thôi. Chúng ta còn một khung điểm cực kỳ quan trọng đến từ người đàn ông này. Nếu người đàn ông này có thay đổi tình thế ngày hôm nay không ạ? À? Anh ơi, khi mà anh thấy những cái số điểm này và cái số điểm của anh chỉ một mình anh biết thôi, thì cảm xúc của anh hiện tại như nào? Thực sự là bây giờ là áp lực này, áp lực cho tôi quá. Bởi vì thực ra là đội nào cũng đều xứng đáng hết cả. Tại vì ở đây thì số điểm của tôi thì sẽ chiếm 50% đúng không? Yeah. Nhưng mà ngoài ra thì đấy là kia gọi là điểm chuyên môn. Thế nhưng mà ngoài ra thì vẫn là một cái điểm, nó gọi là cái điểm đại chúng, tức là cái điểm của khán giả nữa. Nên là bây giờ không biết được, hơi khó lường. Thực ra là bây giờ không biết ai thắng hay thua đâu. Vâng ạ. Số điểm này chưa nói lên vấn đề gì hết cả. Dạ vâng. Nhưng thế mà bây giờ nhỡ đâu mà đều điểm thì sao? Dạ. Nhỡ đâu đều điểm thì sao? Nó cộng lại điểm của anh với cả điểm trên này đều thì phải như thế nào? Nếu mà có sự đều điểm thì chúng ta cũng sẽ có một cái hướng giải quyết. Dạ. Giải quyết ngay trên sân khấu này. Nhưng mà không biết là cái điều đó có xảy ra hay không? Và như vậy là chúng ta cũng đã biết được về số điểm online của cả ba đội. Ngay bây giờ sẽ là bảng điểm của số điểm offline. Xin mời ạ. À, vừa rồi là số điểm online sau khi được quy đổi đó mọi người. À, người đàn ông này cho điểm sao nhìn anh rén quá vậy. Như vậy là trong suốt một hành trình dài của dấu ấn hệ bản lĩnh, chúng ta đã đi tìm kiếm từ khắp nơi. Các bạn tài năng từ rất là nhiều người, chúng ta đã tìm ra được top 30. Sau đó chúng ta đã tìm ra được top 9. 10 bạn rất là tài năng, rất là giỏi, và các bạn đã chinh phục được hành trình dấu ấn hệ bản lĩnh. Và đây sẽ là khoảnh khắc chúng ta tìm ra ai sẽ là đại diện của dấu ấn hệ bản lĩnh. Ghi xin được thông báo, chương trình của chúng ta không có một quán quân nào. Bởi vì dựa trên số điểm offline và online, chúng ta có một kết quả khá là bất ngờ. Chương trình của chúng ta không có một quán quân rồi, mà là hai quán quân à. Xin được chúc mừng. Xin được chúc mừng cho hai đội. Đội của ST Sơn Thạch và đội của siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Yeah. 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 Don't worry, don't worry. Biết mọi người quá trời hay luôn rồi, coi là cũng thích luôn. Đó, chúng không sao, tại vì vậy. Xin mời anh Việt Max. Anh sẽ là người lên đây để trao giải thưởng cho cả ba đội của chúng ta. Không sao. Thôi lên chơi, lên chơi. Xin mời cả ba đội tiến lên đây ạ. Lên chơi. À, trước hết thì xin được mời đội của anh Jun Phạm. Đây
đằng nào tối chẳng đi nhậu. À giải nhì á hả? Giải nhì. Ơi giải nhì, cũng có giải nhì. Đúng rồi, đúng rồi. Đã nhận được giải thưởng đó chính là của đội Về Nhi, với tổng giải thưởng trị giá 100 triệu đồng và 10 thùng bia. Bên có tiền đi nhờ. Như vậy là nhờ vào sự nỗ lực của tất cả mọi người cho nên chương trình đã quyết định có một sự thay đổi cơ cấu về giải thưởng như sau. Chúng ta sẽ vẫn có một giải thưởng dành cho quán quân trị giá 300 triệu đồng, kèm theo hai giải nhì dành tặng cho hai đội còn lại, đó chính là 100 triệu đồng. Cho nên nếu chúng ta có trường hợp là đồng quán quân, chúng ta sẽ lấy 300 triệu đồng cộng với giải nhì là 100 triệu đồng chia đôi ra cho cả hai đội ạ. Và ngoài ra, đội quán quân của chương trình Dấu Ấn Hệ Bản Lĩnh sẽ nhận được một giải thưởng, đó chính là một năm sử dụng bia lúa mì Tiger Platinum. Xin mời anh Tuyệt Max hãy trao giải thưởng cho hai đội chúng ta. Cũng được. 600 triệu. Xin mời hai đội tiến lên phía trước ạ. Thôi đi lên kìa, nhận tiền đi. Cảm ơn anh. Rồi, chơi lại cho team nè. Chơi lại cho team nè. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và luôn ủng hộ cho chương trình Dấu Ấn Hệ Bản Lĩnh do Vion thực hiện và được tài trợ độc quyền bởi bia lúa mì Tiger Platinum. Xin chúc mừng. Hai lên chơi, lên quẩy. Lên quẩy. Lên quẩy đi. Lên đi, lên đi. Hey, hey. 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 Hey! 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 Hey